Muốn gửi tới toàn thể các bác đam mê kênh YouTube của Thanh Tâm Audio đang tìm cho mình những chiếc đầu DAC để phục vụ cho nhu cầu nghe nhạc của cá nhân cũng như gia đình. Là một thiết bị đến từ thương hiệu Pioneer với tên mã là N50. Và đây là một trong những cái phiên bản rất là đặc biệt, bản K, bản Black Edition. Thì các bác khi các bác tìm hiểu về những cái sản phẩm N50, đặc biệt là những cái sản phẩm sách tay từ thị trường Nhật, thì các bác sẽ rất ít gặp những cái chiếc máy màu đen như thế này. Cứ 50 máy ở thị trường Nhật bán ra N50 màu bạc thì sẽ có một chiếc máy màu đen. Cái số lượng máy màu đen tại thị trường Nhật rất là ít. Vì thế nên là trước giờ em không có dám nhận đặt hàng của các bác khi mà quan tâm tới những sản phẩm như là Pioneer N50, 50A hoặc là 70A màu đen. Về những cái sản phẩm màu đen thì nó sẽ nhiều hơn ở thị trường châu Âu, còn thị trường Nhật thì màu đen rất là ít. Tuy nhiên ngày hôm nay thì em đã săn được một con máy N50 màu đen bản Nhật 100V. Bản này thì sẽ không khác gì cái bản màu bạc ngoài cái màu sắc. Tuy nhiên, nó sẽ thực sự phù hợp và đồng điệu với tông màu của các bác đang sử dụng những hệ thống màu đen. Và bây giờ em sẽ quay lại chi tiết về hình thức cũng như những cái phụ kiện của N50 ngày hôm nay. Chiếc máy màu đen này với mức giá là 11 triệu, hình thức khoảng 98%, xuất sắc, đầy đủ phụ kiện. Phụ kiện của N50 được người Nhật gửi về với một remote zin, một cặp AV Secure, một dây nguồn zin và một cái catalog hướng dẫn sử dụng. N50 màu đen thì chúng ta sẽ có mặt nhôm phay trước cũng là màu đen, mặt trên cũng là màu đen. Phía sau của chúng ta sẽ có một cặp RCA out xuống uply, sẽ có một đường cắm mạng để các bác chơi AirPlay, sẽ có đường cắm cáp quang, đường đồng trục và đường tín hiệu từ máy tính vào. Sẽ có nguồn điện AC là 100V, được sản xuất năm 2013, các bác có thể nhìn thấy nhá. Thường thì các bác sẽ nhìn thấy những chiếc máy Pioneer màu đen như này thì sẽ là xuất điện xuất châu Âu điện 230V. Tuy nhiên máy của em là điện 100V các bác nhá. Mặt trước thì chúng ta sẽ có cái kích thước chiều rộng là size 42, chiều cao thì tính cả phủ bì chân đế chúng ta sẽ có khoảng 8cm, 8-9cm và chiều sâu của máy sẽ là 30cm. Pioneer N50 thì sẽ là một chiếc DAC kiêm Network Audio Player. Ở trên YouTube thì em có thấy một vài bác có chia sẻ với cộng đồng đó là con máy này là một con máy bỏ đi, một con máy phế. Một con máy gọi là không phải là một con DAC.
thì cũng chia sẻ với các bác nhận định về cái vấn đề này, đó là đây là một chiếc DAC thuần và kiêm Network Audio Player. Nếu mà các bác bảo đây không phải là một con DAC thì các bác hoàn toàn sai lầm. Vì sao? Vì nó chính là một con DAC thuần với những cái đường kết nối như là optical, này, coaxial và đường USB DAC từ máy tính. Ngoài ra đây là dòng Network Audio Player được tinh chỉnh thêm khả năng chơi nhạc qua những cái tính năng mạng như là AirPlay, Music Server. Và ngoài ra thì những con máy như thế này thì sẽ có thêm tính năng đọc USB vào ổ cứng. Đó. Thì hoàn toàn con máy này sẽ là một con DAC kiêm network các bác nhé. Con máy này sẽ có mức giá là 11 triệu. Bác nào quan tâm tới thiết bị có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Khi bán ra thì các bác sẽ được tặng kèm một USB 32GB, một sợi cáp quang. Và các bác sẽ khai thác được tất cả những cái tính năng có và không dây trên cái con N50 này. Với những cái điện thoại smartphone các bác đang sử dụng, với app trên điện thoại, với AirPlay từ iPhone sang. Và hàng màu đen này chỉ có một máy duy nhất các bác nhá. Bác nào đang sử dụng hệ thống màu đen mà tìm cho mình một con DAC trên dưới 10 triệu thì con N50 này là một trong những con máy rất là hay để các bác có thể tham khảo và chơi. Em sẽ test cho các bác nghe một bản nhạc khác. Những cái này là bụi các bác nhá, không phải xước đâu ạ. Hãy
Ok, Pioneer N50 màu đen với đầy đủ phụ kiện đi kèm, mức giá là 11 triệu. Bác nào quan tâm tới thiết bị này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.